24 La Mã phẩm trú tại chỗ. 1. Trú tại chỗ. Thành tựu năm pháp này các tỷ kheo, vì tỷ kheo trú tại chỗ trở thành không đáng được làm gương để tu tập. Thế nào là năm? Không đầy đủ về quy nghi, không đầy đủ về trách nhiệm, không nghe nhiều, không thọ trì điều được nghe, không biết sống đoạn giảm, không ưa thích sống thiền tịnh, lời nói không hiền thiện, không là người nói lời hiền thiện, ác tuệ, đần độn, câm điếc. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ trở thành không đáng được làm gương để tu tập. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ trở thành đáng được làm gương để tu tập. Thế nào là năm? Đầy đủ về quy nghi, đầy đủ về trách nhiệm, nghe nhiều, thọ trì đều được nghe, biết sống đoạn giảm, ưa thích thiền tịnh, lời nói hiền thiện, là người nói lời hiền thiện, có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo trú tại chỗ trở thành đáng được làm gương để tu tập. 2. Được ái mộ. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo trú tại chỗ được các vị đồng phạm hạnh ái mộ, ưa thích, kính trọng và đáng được làm gương để bắt chước. Thế nào là năm? Có giới, sống được bảo vệ, với sự bảo vệ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập các học pháp, nghe nhiều, thọ trì đều được nghe, tích tập đều được nghe, các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác, chứng được không có khó khăn, chứng được không có mệt nhọc, chứng được không có phí sức bốn thiền, thuộc tăng thượng tâm, đem đến hiện tại lạc trú, do đoạn tận các lậu hoặc, vì ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ được các vị đồng phạm hạnh ái mộ, ưa thích, kính trọng và đáng được làm gương để tu tập. 3. Làm cho chói sáng. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ làm chói sáng chỗ ấy. Thế nào là năm? Có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn, và học tập trong các học pháp, nghe nhiều, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, giải thích nghĩa lý minh xác, có năng lực với pháp thoại nêu rõ, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ những người đến ý kiến, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức bốn thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ, làm chói sáng chỗ ấy. 4. Giúp đỡ nhiều. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ giúp đỡ rất nhiều cho trú xứ ấy. Thế nào là năm? Có giới và học tập trong các học pháp, nghe nhiều, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, vì ấy sửa chữa những gì bị gãy, bị hủy hoại. Khi đại chúng tỷ kheo đi đến từ nhiều địa phương khác nhau, vì ấy nói với các gia chủ đi đến như sau: Này đại chúng tỷ kheo đã đến từ nhiều địa phương khác nhau, các vị hãy làm các phước đức. Nay là thời làm các phước đức, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức bốn thiện, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo,
tỷ kheo trú tại chỗ giúp đỡ rất nhiều cho trú xứ ấy. 5. Có lòng từ mẫn. Thành tựu năm pháp này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia chủ. Thế nào là năm? Khích lệ tăng thượng giới, khiến chúng sống theo gương pháp. Khi đến thăm người bệnh, an trú niệm cho người bệnh như sau: các vị hãy an trú niệm vào hướng đến quả A-la-hán. Khi đại chúng tỷ kheo đi đến từ nhiều địa phương khác nhau, vị ấy nói với các gia chủ đi đến như sau: nay đại chúng tỷ kheo đã đến từ nhiều địa phương khác nhau, các vị hãy làm các phước đức. Nay là thời làm các phước đức. Họ có cúng dường các món ăn gì, hoặc thô hoặc tế, tự mình thọ dụng, không làm cho của tín thí rơi rớt. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia chủ. 6. Không tán thán tương xứng. Thành tựu năm pháp, tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Không có suy xét, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán. Không suy xét, không thẩm sát, không tán thán người đáng được tán thán. Không suy xét, không thẩm sát, đặt lòng tin vào những chỗ không đáng được tịnh tín. Không suy xét, không thẩm sát, không đặt lòng tin vào những chỗ đáng được tịnh tín, làm rơi rớt các vật tín thí. Do thành tựu năm pháp này, tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người không đáng được tán thán. Có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng được tán thán. Có suy xét, có thẩm sát, không đặt lòng tin vào những chỗ không đáng được tịnh tín. Có suy xét, có thẩm sát, đặt lòng tin vào những chỗ đáng được tịnh tín, không làm rơi rớt các vật tín thí. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. 7. Sang tham. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Không suy xét, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán. Không suy xét, không thẩm sát, không tán thán người đáng được tán thán. Sang tham trú xứ, tham đắm trú xứ, sang tham gia đình, tham đắm gia đình, làm cho rơi rớt các vật tín thí. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người không đáng được tán thán. Có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng được tán thán. Không sang tham trú xứ, không tham đắm trú xứ, không sang tham gia đình, không tham đắm gia đình, không làm cho rơi rớt vật tín thí. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. 8. Sang tham. Như kinh trước số 237, bỏ tham đắm trú xứ, bỏ tham đắm gia đình, thay thế làm cho rơi rớt vật thí bằng sang tham lợi dưỡng. Phần sau có những thay đổi cần thiết. 9. Sang tham. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Sang tham chỗ ở, sang tham gia đình, sang tham lợi dưỡng, sang tham tán thán.
làm cho các vật tính thí rơi rớt. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Không sang tham trú xứ, không sang tham gia đình, không sang tham lợi dưỡng, không sang tham tán thán, không làm cho vật tính thí rơi rớt. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. 10. Sang tham hoàn toàn giống như kinh số 239, chỉ khác pháp thứ năm là sang tham pháp, thế cho làm cho vật tính thí rơi rớt. 25 La Mã phẩm ác hành. 1. Người ác hành. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho người ác hành. Thế nào là năm? Tự mình chỉ trích mình, sau khi suy xét, các bậc trí quở trách, tiếng ác đồn khắp. Khi mạng chung, tâm bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, đây là năm nguy hại cho người ác hành. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người thiện hành. Thế nào là năm? Tự mình không chỉ trích mình, sau khi suy xét, các bậc trí tán thán, tiếng tốt đồn khắp. Khi mạng chung, tâm không bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, đây là năm lợi ích cho người thiện hành. 2. Người ác hành. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho người thân ác hành, cho người khẩu ác hành, cho người ý ác hành, giống như số 241 với những sửa đổi cần thiết. 5. Người ác hành. Như kinh số 241 chỉ thay hai đoạn sau, từ bỏ diệu pháp, an trú phi diệu pháp với những thay đổi cần thiết. 6. Người ác hành. Có năm nguy hại này, này các tỷ kheo, cho người thân ác hành, cho người thân thiện hành, cho người khẩu ác hành, cho người khẩu thiện hành, cho người ý ác hành, cho người ý thiện hành. Tự mình không chỉ trích mình, sau khi suy xét, các bậc trí tán thán, tiếng lành đồn khắp, từ bỏ phi diệu pháp, an trú diệu pháp. Có năm lợi ích này, này các tỷ kheo, cho người ý thiện hành. 9. Nghĩa địa. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong nghĩa địa. Thế nào là năm? Bất tịnh, hôi thối, đáng sợ hãi, trú xứ các phi nhân hung bạo, làm cho quần chúng than khóc. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong nghĩa địa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong người được ví như nghĩa địa. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, có người thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh. Ta nói rằng đây là sự bất tịnh của người ấy. Ví như, này các tỷ kheo, sự bất tịnh ấy của nghĩa địa. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Ai thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh, tiếng ác được đồn khắp. Ta nói rằng đây là mùi hôi thối cho người ấy. Ví như, này các tỷ kheo, mùi hôi thối ấy của nghĩa địa. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Với vị thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh, các vị thuần tịnh đồng phạm hạnh, tránh né đứng xa. Ta nói rằng đây là sự đáng sợ hãi của người ấy.
Ví như, này các tỷ kheo, sự đáng sợ hãi ấy của nghĩa địa, ta nói rằng, này các tỷ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Ai thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh, sống chung với những hạng người cũng đồng chung với nếp sống ấy, ta nói rằng đây là trú xứ hung bạo của người ấy. Ví như, này các tỷ kheo, trú xứ các phi nhân hung bạo của nghĩa địa, ta nói rằng, này các tỷ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Giới vị thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh này, các vị thuần tịnh đồng phạm hạnh thấy vậy trở thành bất mãn và nói: ôi, thật là khổ cho chúng tôi, chúng tôi phải chung sống với những người như vậy. Ta nói rằng đây là làm cho quần chúng than khóc của người ấy. Ví như, này các tỷ kheo, nghĩa địa là chỗ làm cho nhiều người than khóc. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Đây là năm nguy hại. Này các tỷ kheo, trong người được ví như nghĩa địa. 10. Tịnh tính đối với một người. Có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, trong lòng tịnh tính đối với một người, thế nào là năm? Trong người nào? Này các tỷ kheo, một người có lòng tịnh tính và người ấy rơi vào một tội phạm, và tùy theo tội phạm ấy, chúng tăng ngưng chức vị ấy. Người này suy nghĩ: người mà ta ái mộ ưa thích, vị ấy bị chúng tăng ngưng chức. Và người này không còn nhiều tịnh tính đối với các tỷ kheo. Người này không có liên hệ với các tỷ kheo khác. Do không liên hệ với các tỷ kheo khác, người này không nghe diệu pháp. Do không nghe diệu pháp, người này thối đọa khỏi chánh pháp. Đây là nguy hại thứ nhất. Này các tỷ kheo, trong sự tịnh tính đối với một người. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong người nào một người có lòng tịnh tính và vị ấy rơi vào một tội phạm, và tùy theo tội phạm ấy, chúng tăng bắt vị ấy ngồi vào phía cuối. Người này suy nghĩ: người mà ta ái mộ ưa thích, vị ấy bị chúng tăng bắt ra ngồi phía cuối. Và người này không còn nhiều tịnh tính đối với các tỷ kheo. Do không còn nhiều tịnh tính đối với các tỷ kheo, người này không có liên hệ đến các tỷ kheo khác. Do không liên hệ với các tỷ kheo khác, người này không nghe diệu pháp. Do không nghe diệu pháp, người này thối đọa khỏi chánh pháp. Đây là nguy hại thứ hai. Này các tỷ kheo, trong sự tịnh tính đối với một người. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong người nào một người có lòng tịnh tính, rồi người ấy đi một địa phương khác, người ấy bị loạn tâm, người ấy mạng chung. Người này suy nghĩ: người mà ta ái mộ ưa thích, vì ấy mạng chung. Người này không liên hệ đến các tỷ kheo khác. Do không liên hệ với các tỷ kheo khác, người này không nghe diệu pháp. Do không nghe diệu pháp, người này thối đọa khỏi chánh pháp. Đây là nguy hại thứ năm. Này các tỷ kheo, trong sự tịnh tính đối với một người.